băng ra ngoài rồi. Sau một hồi nhảy sexy thì anh Hoàng sẽ thể hiện như thế nào trên sân bóng? Như là cô Thảo đã không tự tin vào anh Quang mà. Vừa có đông tin mặt. Thầy Đạo ơi đừng quá khích, thầy đánh em rồi đấy nhá. Ai tấn công thẳng vào con đi, thủ môn không bị bắt. Cô Thảo vừa nói thế xong, tấn công thẳng vào thủ môn đi. Một vài người cố lên, cố lên, Thắng cố lên, Thành cố lên. Sân này ăn đạp đấy. Ôi bóng ra ngoài trời. Có thể thấy là
tình hình trong sân máy hiện nay rất là đang nóng. Gần đây hiệp 2 mà vẫn chưa có tỷ số. Bây giờ cố lên Tây Mai, Tây Mai cố lên. Hải Béo đúng rồi, một bức tường thành anh đã huyết một cầu thủ mà không cân đối với anh à? Hiện tại trên sân vẫn chưa có quả bóng nào vào trong gôn. Vâng, có lẽ là Hải Béo đó. Vào lưới rồi. Vâng ạ, à, tưởng rằng cây chuối này không đổ được nhưng mà đã bị lưu siêu. Hải Béo đang thở ra bằng mồm. Có phải là các cầu thủ đã mệt rồi nhưng mà cứ cố lên. Giấc định đã chờ chúng ta. Vô địch, vô địch. Đề nghị anh Hoàng bỏ con xuống. Đề nghị Hoàng các bạn bỏ con xuống nhá. Đừng có khiêu khích nhá. Không được vén quần lên như thế. Vâng, à, không, anh vâng, vâng, sắp hết hiệp 2 rồi mà tỷ số chưa có đội nào ghi bàn. Mấy cổ động viên Nam Cute vào trong đây con. Ui xa, một pha bóng rất nguy hiểm. Anh Quang rất là nhanh nhẹn, anh đã cản pha bóng. Vâng. Còn bây giờ cái gì pin yếu này đúng không? Nháy này pin yếu đúng không? Đúng không em ấy? Để quay. À, thẻ. Trai mình trực xuất rất là sợ run sợ trước quả bóng vừa rồi. Thôi anh hỏi em à? Lúc nào định bảo nhưng mà không nhớ. Thịnh Thanh cứ lên. Ban tổ chức xin thông báo sau lượt vào trận chung kết chúng tôi sẽ sử dụng luật đá là 10 phút một hiệp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh của chúng ta là trận bóng của lớp 11A và lớp 12A. Vâng, trên sân vận động Onchan Park lúc này là các cầu thủ đá rất là hăng say. Hoàng Teo đang tranh thủ cầm một quả nhãn để so sánh xem là của mình đã teo bằng hạt nhãn chưa. Ở cái chỗ kia không nhìn thấy cái gì cả để mà bình luận cả. Rồi. Bao trời không vào, từ chối thôi. Chuyển ra ngoài không chuyển. Bắn thế thì mất cơ hội. Hết giờ. Vâng, hiệp 2 của trận đấu đã kết thúc. Và chưa có bàn nào, bàn thắng nào là xảy ra. Vâng, và hai đội sẽ chuyển sang loạt đấu súng. Vâng ạ, như vậy là hai hiệp đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Ban tổ chức sẽ áp dụng đá loại trực tiếp bằng đá luân lưu.